Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tô Đình Ngọc đây. Hiện tại Tô Đình Ngọc đang đứng tại phân khu The Manhattan của dự án Vinhome Đền Bắc. Và hôm nay thì Tô Đình Ngọc sẽ làm một cái video cùng với một cái ngưỡng ngân sách rơi vào khoảng 13,5 tỷ thì chúng ta nên đầu tư một cái bất động sản thuộc phân khu thấp tầng của dự án Vinhome Đền Bắc hay là cái bất động sản mặt tiền của đường 9A là đường xuyên tâm phân khu The Origami của dự án Vinhome Đền Bắc, với cái câu chuyện đó là điểm xuống của vành đai 3 và cái tiện ích của dự án Vinhome Grand Bắc đang được hoàn thiện và đồng bộ. Và ở trong cái video này thì tôi Ngọc sẽ phân tích những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của những cái loại hình trên để giúp cho anh chị và các bạn có những thông tin để giúp cho anh chị và các bạn ra được những quyết định nó chính xác hơn. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tô Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tô Đình Ngọc và đội ngũ team Cú Lên, góc nhìn đầu tư bất động sản. Ok, thì chúng ta vừa di chuyển từ phân khu The Manhattan để ra trục đường 9A và Tô Đình Ngọc sẽ phân tích. Thì đối với lại những cái bất động sản đó là những cái căn shop house của phân khu thấp tầng The Manhattan cũng như The Manhattan Glory. Nếu mà phân khu The Manhattan Glory thì hiện tại đang còn cái vùng giá là 13,5 tỷ cho một căn shop house 84 mét mà có nghĩa là 7 x 13 và xây dựng sẽ lùi trước là 3 và lùi sau là 2, có nghĩa là sẽ xây dựng là 7 x 7. Tổng diện tích sàn xây dựng rơi vào khoảng 245 m². Còn đối với phân khu The Manhattan là tại phân khu này thì nó sẽ cao hơn khoảng 10-15%, có nghĩa là nó sẽ rơi vào cái câu chuyện từ 14,5 đến 15 tỷ một căn. Và đối với lại cái shop house của phân khu thấp tầng dự án Vinhome Grand Bắc thì nó sẽ có cái câu chuyện điểm lợi gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng nó thuộc cái đơn vị quản lý cũng như vận hành với thương hiệu là Vinhome. Và thứ hai đó là cái mặt ngang của cái bất động sản nó rộng, nó rơi vào 7 mét, thì nó là một cái ưu điểm. Còn đối với lại những cái mặt ngang của những cái bất động sản mặt tiền đường 9A ngoài cái lô góc ra thì đa phần là 5 x với lại 20. Và chúng ta xét đến cái yếu tố dòng tiền, đối với dòng tiền tại những cái bất động sản thấp tầng của phân khu nhà phố The Manhattan cũng như The Manhattan Glory, đối với lại những cái shop house thì hiện tại cái dòng tiền ở những cái shop house này nó khá là gọi là eo hẹp đối với lại những dòng tiền những cái shop house đã hoàn thiện rồi, thì đâu đó nó chỉ rơi vào 1,5%. Còn đối với dòng tiền của những cái bất động sản đó là những cái lô đất của mặt tiền đường 9A thì hiện tại đối với lại những cái vị trí ngay tại cổng Vin thì nó đâu đó thì nó chỉ rơi vào 10 tỷ 100 mét, thì nó rơi vào 100 triệu m², so với lại 150 triệu tại phân khu The Manhattan hay là 170 triệu tại phân khu The Manhattan. 150 triệu là phân khu The Manhattan Glory. Tôi học xin lỗi, đính chính lại cái chỗ đó. Thì chúng ta thấy rằng cái điểm để chúng ta so sánh thì đối với lại cái bất động sản tại mặt tiền đường 9A thì nó có một cái mức giá nó chỉ bằng 2/3 so với lại cái mức giá của những cái shop house thuộc phân khu thấp tầng dự án Vinhome Grand Bắc. Và chúng ta sẽ so sánh những câu chuyện đó là cái đường trước đất hay là cái khả năng khai thác kinh doanh. Đường trước đất thì đối với lại đường 9A thì nó sẽ rơi vào là 30 mét, vỉ hè nó sẽ rơi vào 6 mét mỗi bên là 12 mét, và lòng đường nó sẽ rơi vào 18 mét, và có chỗ đậu ô tô rất là thoải mái. Còn đối với lại cái shop house khối đế của dự án Vinhome Miền Bắc thì khi mà khai thác kinh doanh thì cái chỗ đậu ô tô thì nó cũng là một cái vấn đề, khi mà cái lượng shop house hoạt động được khoảng 5-70% thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề bất tiện về cái chỗ đậu ô tô nó cũng là một vấn đề khá là nhức nhối.
Và chúng ta lại so sánh tiếp về cái câu chuyện thì đối với lại cái bất động sản, đó là cái bất động sản mặt tiền đường 9A, mà chúng ta chỉ gọi là cách cái phân khu đồ Origami, nó rơi vào một cái con đường gọi là đường Phước Thiện, rơi vào 30 mét. Thì cái mặt tiền đường 9A này để tiếp xúc với một cái lượng cư dân tại phân khu cao tầng thì đâu đó thì nó sẽ thuận tiện và nó sẽ dễ hơn cái phân khu thấp tầng của dự án Vinhome Golden Park, đặc biệt là đối với lại những cái phân khu như phân khu The Manhattan Glory, hay là một số cái vị trí những cái trục đường như trục đường M1, trục đường T18 của phân khu The Manhattan, thì để mà tiếp cận được cái lượng cư dân cao tầng thì nó khá là khó. Và anh chị em và các bạn quan sát thấy đối với lại cái trục đường thế này, ở tại cái vị trí này mà hiện tại thì nó có vùng giá nó chỉ bằng 50% của những cái shop house khối đế, shop house khối đế tại phân khu The Origami, thì nó rơi vào cái vùng giá là 220-250 triệu một mét vuông. Còn đối với lại cái shop house mặt đất tại phân khu thấp tầng thì nó rơi vào cái vùng giá từ 150-170 triệu một mét vuông. Thì đấy là Tôn Ngọc tính cho thời điểm hiện tại. Còn đối với đất tại cái mặt đường 9A này thì hiện tại nó rơi vào 100 triệu một mét vuông. Và nếu mà chúng ta xây một cái nhà một trệt, hai lầu và một tung ở trên thì đâu đó thì nó rơi vào khoảng trung bình, thì với một cái nhà như vậy thì sẽ xây vào khoảng tầm 2,5 đến 3 tỷ nữa thì sẽ được một cái căn nhà đẹp lung linh, với tổng cái số mét vuông sàn thì nó cũng sẽ lớn hơn cái 240 mét vuông của cái shop house khối đế của dự án Vinhome Golden Park. Và cái câu chuyện thì đối với lại những cái hiệu quả kinh doanh của những chủ mà thuê những cái mặt bằng gọi là thuê đất, thì đối với lại những cái chủ mà thuê đất tại đường 9A này, thì đối với đường 9A này gần như đất chỉ cần bỏ ra là sẽ có người thuê ngay. Và với cái giá thuê đất là nó rơi vào là 10 triệu một lô cho một cái diện tích là 5 nhân với 20. Còn đối với lại thuê nhà thì nó sẽ rơi vào 30 đến 35 triệu và nó cũng sẽ xem với lại cái giá thuê của phân khu The Manhattan cũng như The Manhattan Glory đối với loại hình shop house. Và gần như anh chị em và các bạn thấy rằng đối với cái trục đường này thì mua bán kinh doanh bắt đầu nó sẽ sung lên rất là nhiều, bởi vì cái thời gian trước thì thứ nhất là cái suy thoái và cũng kinh tế khó khăn, thì cả đâu đâu thì nó cũng bị cái vấn đề đó. Và thời gian trước thì đối với trục đường Phước Thiện này thì nó là một trục đường bị cái vấn đề xe chở vật tư, đất đá ra vào khá là nhiều, khá là bụi nên kinh doanh khá là kém. Và đối với bây giờ hiện tại thì đã kinh doanh tốt lên, và trong cái thời gian tới khi mà tầm nhìn từ 2024 đến 2026 khi mà điểm xuống vành đai 3 ở đây, thì Thuận Ngọc thấy rằng ở đây nó sẽ là một cái cú hích cho bất động sản tại khu đây. Và đối với lại cái bất động sản ở đây thì nó sẽ có câu chuyện tăng trưởng về lãi vốn. Anh chị em và các bạn quan sát thấy cái phân khu The Origami với 12.000 căn hộ mà rất là gần cái trục đường 9A này. Và đối với lại những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường 9A ở cách cái cổng của Vinhome Golden Park thì hiện tại đang là vùng giá là 120 triệu một mét vuông. Tuy nhiên thì có những cái bất động sản ngộp cần bán gấp thì đâu đó thì rơi vào khoảng 100 triệu một mét vuông. So với lại cái giá của shop house khối đế tại phân khu đồ Origami đây thì nó rơi vào 220 triệu đến 250 triệu một mét vuông. Còn đối với lại shop house gắn liền với đất của phân khu thấp tầng là phân khu The Manhattan Glory thì nó rơi vào 150 triệu một mét vuông. 150 triệu là Tôn Ngọc tính ra ngột đấy, còn thực ra là thời trước khi mở bán đã rơi vào 170 triệu rồi. Còn đối với lại cái phân khu The Manhattan
thì nó rơi vào 170 triệu một mét vuông và 170 triệu một mét vuông đương nhiên cũng là cái giá ngột. Còn anh chị em và các bạn cũng biết rằng đối với lại những căn shop house 84 mét khi mà có chính sách ân hạn gốc lãi được mở bán vào năm 2020 đã lên đến 16 tỷ rưỡi cho 84 mét vuông thì nó cũng đã rơi vào khoảng 190 triệu một mét vuông khi mở bán rồi. Và điều cái quan trọng á, thì những cái bất động sản này thì những bất động sản nào có cái câu chuyện tăng trưởng về lãi vốn nó tốt hơn thì Tuấn Ngọc theo cái nhận định cảm quan về cá nhân của Tuấn Ngọc thì đối với lại những bất động sản mặt tiền đường 9A thì nó sẽ có cái câu chuyện tăng trưởng về lãi vốn tốt hơn. Điều đặc biệt đó là hôm trước khách hàng của Tuấn Ngọc đó là một anh khách hàng tại Hà Nội và anh thắng một cái câu chuyện đầu tư tương tự như vậy ở những cái trục đường xuyên tâm, trục đường kết nối của dự án Vinhome Smart City ở ngoài Hà Nội. Và anh ấy cũng chia sẻ rằng cái bất động sản anh ấy đầu tư cách đây 2 năm thì nó rơi vào khoảng 9 tỷ và đến bây giờ thì nó đã rơi vào 18 tỷ. Và có những cái thời điểm anh ấy bảo là nhìn bất động sản mình rất là sướng bởi vì cứ mỗi tháng là nó tăng lên 1 tỷ, và cứ tháng trước là 12 tỷ chẳng hạn thì tháng sau là có người trả lên 13 tỷ. Và tôi đọc được cái chia sẻ cái thông tin của anh ấy thì anh ấy nhận định rằng đối với những cái bất động sản như những cái bất động sản mặt tiền đường 9A đó thì cái câu chuyện tầm nhìn x2 tài sản trong tầm nhìn từ 2024 đến 2027 đó là cái hoàn toàn nó có thể xảy ra. Và cái câu chuyện này thì đó là một những cái thông tin để giúp anh chị em và các bạn tham khảo. Và nếu như anh chị em và các bạn thấy cái nội dung Tuấn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tuấn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tuấn Ngọc và đội ngũ team Colen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tuấn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.